Chào tất cả anh em nha. Nay mình mới về được con đu bông lai một, đu bông một lỗ phong cao mại vàng sơn mài màu xanh nha, xanh dương á, xanh navy á. Mình quay lên đây nó ra cái màu đen luôn. Đấy, màu xanh đen á, xanh navy, xanh đen đậm á. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng nha, còn đầy đủ hộp sổ. Rất là mới nha, khoảng 98-99% luôn á. Anh em mua hàng vui lòng bỏ chút ít thời gian xem thật kỹ video giúp mình nha. Mặt men rất là sáng bóng, không có bị trầy xước gì hết nha. Đẹp, con này rất là đẹp nha. Rất là bóng ha, không có trầy xước gì hết đó. Các góc cạnh rất là đẹp. Đích là sáng bóng, không có trầy xước một chút nào luôn nha, đẹp tuyệt vời luôn á, bóng loáng luôn á, nhiều mới á. Cái dòng lai một này nó không có tiếng bong bong luôn nha, anh em lưu ý dùm nha. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha, anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Rồi mình kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau, bye bye.